Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Đường Dây Nóng Online phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng và 15 giờ hàng ngày trên truyền hình Hậu Giang. Sau đây là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Cháy khu nhà ở của người lao động, 6 người Việt chết ở Đài Loan. Truy tố 4 thuyền viên gây tai nạn chìm tàu Hải Thành 26. Việt Nam Airlines tăng 1.100 chuyến bay Tết, khuyến cáo ra sân bay sớm. Một tin nóng chúng tôi vừa nhận được trước giờ lên sóng. Sáng nay, truyền thông Đài Loan đưa tin đã có 6 lao động người Việt thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu nhà ở của một nhà máy trong khu lưu trú thuộc thành phố Đào Viên. Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ tại một cầu thang dẫn tới khu nhà dành cho công nhân trên tầng 2, nơi có 12 lao động Việt trú ngụ. Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa Đào Viên đã triển khai 107 nhân viên và 43 xe cấp cứu cùng xe cứu hỏa tới hiện trường. Đám cháy được kiểm soát vào lúc 6 giờ 10 phút sáng ngày 14 tháng 12 và giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy này trong các bản tin tiếp theo. Cũng trong sáng nay theo giờ Việt Nam, một máy bay chở 25 người đã bị rơi ở miền Nam Canada khi vừa cất cánh từ sân bay Fond du Lac thuộc tỉnh Saskatchewan của Canada, khiến nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, máy bay gặp nạn là máy bay ATR-42 chở 22 hành khách cùng 3 thành viên phi hành đoàn. Địa điểm máy bay rơi cách sân bay Fond du Lac chưa đầy 1 km. Hiện chưa có thông báo nào cho thấy có người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Máy bay trên thuộc hãng hàng không Westwing. Thưa quý khán giả, sau 3 năm tạm lắng, hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân hay còn gọi là bệnh lạ từng gây hoang mang cho người dân với hơn 200 người mắc và hàng chục người tử vong. Sáng nay, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ vừa tiếp nhận thêm 2 ca mắc mới hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân hay còn gọi là bệnh lạ, nâng tổng số người mắc bệnh này ở huyện Ba Tơ lên 5 người, đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại căn bệnh này sẽ lan rộng một lần nữa. Hai bệnh nhân là chị Phạm Thị Đê, 27 tuổi, đang mang thai tháng thứ 5 và cháu Phạm Thị V, 9 tuổi, là con của bệnh nhân Phạm Thị Đê, cùng ngụ tại làng Chúc 1, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ. Qua kiểm tra ban đầu, các y bác sĩ xác định hai bệnh nhân này có các triệu chứng của hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân như tổn thương da, men gan tăng. Hiện cả hai đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ theo phác đồ của Bộ Y tế. Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân từng quanh hành dữ dội ở các năm 2012-2013, cướp đi sinh mạng hàng chục người dân tại nhiều xã huyện vùng cao Quảng Ngãi và trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một bé gái ở Cần Thơ nhập viện trong ngày 12 tháng 12 với tình trạng bỏng nặng lan rộng ở vùng ngực, vết thương chảy dịch và bong tróc có dấu hiệu nhiễm trùng. Sau khi thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng da, bỏng sâu độ 4, độ bỏng nặng. Theo lời kể của phụ huynh, thấy cháu bị khò khè nhiều về đêm, uống thuốc không khỏi. Bà nội bé nghe theo phương thuốc truyền miệng, dùng nhiều lá trầu hơ lửa rồi đắp trên ngực bé với mục đích làm tan đờm. Sau khi đắp, bé không khỏi bệnh mà khóc cả ngày đêm, ngực đỏ ửng, nổi bóng nước. Ngày 14 tháng 12, các chiến sĩ công binh thuộc trường sĩ quan công binh thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức xử lý quả bom nặng hơn 1 tấn ở khu công trình của một trường nghề tại phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 13 tháng 12, một công nhân vận hành máy múc đất ở khu vực phía sau nhà ở cho giáo viên của trường nghề để xây dựng công trình. Khi gào múc xuống độ sâu khoảng 50cm, thì phát hiện phần sau của quả bom lộ ra nên báo sự việc với lãnh đạo trường nghề và các đơn vị liên quan để xử lý. Trong những năm qua, nhiều hộ dân ở thôn Gia Môn, xã Cho Phong sống quanh cây xăng dầu số 28 của công ty xăng dầu Quảng Trị vô cùng bức xúc bởi nước giếng của họ đang sạch bỗng bị nhiễm xăng dầu bốc mùi hôi thối.
Nhiều hộ dân cho biết dù đang rất lo lắng nhưng không còn cách nào khác, họ phải bấm bụng sử dụng giếng khoan ô nhiễm mùi xăng dầu để ăn uống tắm giặt. Hiện địa phương đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan vào cuộc làm rõ. Theo Ủy ban nhân dân huyện Trà Linh, địa phương này đã giao đơn vị chức năng lấy mẫu đất, nước xung quanh cửa hàng xăng dầu 28 và khu vực lân cận để phân tích, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Năm 2007 khi mà mới thưa quý khán giả, chiều ngày 12 tháng 12, Công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện điều tra một vụ chặt phá cây hồ tiêu gây thiệt hại lớn cho một gia đình trên địa bàn xã Chư Cà Pô. Đây là vụ việc bà Trương Thị Hồng Vân, ngụ tại xã Chư Cà Pô, người đã gây ra vụ chặt phá cây hồ tiêu của hàng xóm. Bước đầu bà Vân khai nhận, thời gian gần đây, bà thấy chồng mình có nhiều biểu hiện tình cảm với người phụ nữ hàng xóm. Vì bực tức nên tối ngày 26 tháng 11, bà Vân đã bí mật dùng dao qua nhà hàng xóm chặt phá 21 trụ tiêu đang bước vào mùa thu hoạch chính. Hiện công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý bà Vân về tội hủy hoại tài sản. Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip 4 phút quay cảnh giằng co cãi giả giữa hai người phụ nữ và nhiều người đàn ông mặc áo bảo vệ tổ dân phố. Người phụ nữ trong clip là chị Trần Thị Kim Hải và chị gái là Trần Kim Hiền phản ánh. Vào 18 giờ ngày 1 tháng 12, tổ bảo vệ khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Chí An, tỉnh Bình Dương có biểu hiện say rượu đến tịch thu xe đẩy có trái cây và túi tiền lẻ của chị Hiền mà không có lực lượng công an đi cùng và không hề lập biên bản. Thế vậy, chị Hải lấy điện thoại ra quay phim thì bị tổ bảo vệ dân phố giật điện thoại ném xuống đất. Sau đó giữa hai bên đã xảy ra giằng co cãi giả. Theo chị Hải, tổ bảo vệ đã ôm cổ, đấm vào đầu và đá vào người khiến chị Hải bị bầm tím ở cổ, tay và đau khắp người. Chiều ngày 12 tháng 12, chủ tịch phường Tân Đông Hiệp xác nhận đã xảy ra vụ việc trên và phường đã họp xin lỗi gia đình chị Hải, đồng thời chấn chỉnh tổ bảo vệ khu phố Đông An. Cũng tại Bình Dương, mới đây khoảng 60 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp giày da GMA ở cụm công nghiệp Phú Chánh 1, thị xã Tân Uyên đã tập trung trước công ty cho công ty này tạm ngừng hoạt động cho người lao động cận Tết, khiến đời sống của công nhân gặp nhiều khó khăn. Đại diện cơ quan chức năng và Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên đã có mặt để làm việc với lãnh đạo công ty GMA, yêu cầu công ty này trả lương đầy đủ, đúng hạn, đồng thời chốt sổ bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan. Trường hợp chấm dứt hợp đồng đối với người lao động thì công ty phải bồi thường hợp đồng cho người lao động. Sau khi làm việc, công ty đã trả lương tháng 11 và những ngày làm việc của tháng 12. Tuy nhiên, do công ty cho công nhân nghỉ việc cận Tết, khiến người lao động khó khăn đi tìm việc làm mới. Qua công tác thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã truy thu thuế gần 20 tỷ đồng với 4 cá nhân doanh nghiệp kinh doanh qua Facebook. Trong đó có một cá nhân bị truy thu tới 9 tỷ 100 triệu đồng thuế. Rồi mở ra, rồi từ từ để. Nướng một vài cái món gì nữa. Qua rà soát, ngành thuế đã truy thu 8 tỷ 700 triệu đồng với 2 doanh nghiệp và 10 tỷ 800 triệu đồng với 2 cá nhân kinh doanh trên Facebook. Trong đó có một cá nhân bị truy thu tới 9 tỷ 100 triệu đồng thuế. Khi kiểm tra cho thấy chênh lệch doanh thu theo kê khai và doanh thu thực tế thể hiện qua số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân lên tới hơn 400 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành thuế tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế. Tiến hành đặt hàng nè. Tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines vừa công bố kế hoạch tăng tải trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tương ứng với thời gian từ ngày 31 tháng 1 năm 2018 đến ngày 2 tháng 3 năm 2018, tức là từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ bổ sung thêm hơn 1.100 chuyến bay, tương ứng gần 220.000 ghế. Như vậy, trong dịp cao điểm Tết 2018, Vietnam Airlines nâng tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng đường bay nội địa
lên gần 1.500.000 ghế, tăng 14% so với thường lệ và tăng 21% so với cùng kỳ. Trong một số ngày cao điểm từ 9 tháng 2 đến 14 tháng 2 năm 2018 và từ 20 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2018, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm khoảng 115 đến hơn 160 chuyến vào khung giờ đêm, khởi hành từ sau 24 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ 55 phút sáng hôm sau, tăng gấp 3 lần so với thường lệ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đường dây nóng online chiều nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.